về tham dự buổi tiệc tất niên 2018 chào xuân 2019 của sàn giao dịch bất động sản Khang Thịnh Lên ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, cho phép Hồng Liên xin được thay mặt ban tổ chức và những người thực hiện chương trình xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe thành đạt, một năm mới an khang thịnh vượng và lời chào trân trọng nhé. Thật sự là trong năm 2018 vừa rồi thì để mà có được những cái bước phát triển như Khang Thịnh đang đạt được ngày hôm nay thì đó là nhờ một phần rất lớn từ các cái cán bộ công nhân viên, những quý đối tác và đặc biệt hơn đó chính là quý vị khách hàng. Thì hôm nay các việc là nhân dịp cuối năm không thì công ty cũng có tổ chức một cái buổi là gặp mặt tri ân của quý vị đối tác, quý vị khách hàng cũng như các bộ nhân viên, cũng như là gửi một cái lời chào thân ái đến năm 2019 và chúc cho tất cả quý vị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay có một năm 2019 là đại thành công, sức khỏe dồi dào và sự như ý. Xin cảm ơn. Cùng nhau đi tới những cái mục tiêu mới, kiến thức mới trong 2019 ạ. Xin cảm ơn.